Cổ phiếu của các công ty xây dựng tại Anh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Ngân hàng Trung ương đưa ra một tuyên bố đầy bất ngờ rằng ngân hàng này sẽ bỏ các chính sách hỗ trợ hoạt động cho vay thế chấp hồi năm ngoái khi nhận thấy thị trường đang đứng trước nguy cơ vỡ bong bóng. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Anh BOE và Bộ Tài chính đưa ra các chính sách để thúc đẩy hoạt động vay thế chấp của cá nhân và doanh nghiệp. Nhưng bây giờ BOE tuyên bố ngưng lại chính sách này vì nhận thấy không còn cần thiết. Khi đưa ra chính sách đó, chúng tôi nhận thấy thị trường nhà ở chưa phải đối mặt với nguy cơ nào. Nhưng bây giờ, nếu không có những thay đổi này, chúng tôi lo ngại sự phát triển của thị trường sẽ gặp khó. Một trong những nguyên nhân khiến BOE đưa ra quyết định này chính là nguy cơ bong bóng bất động sản đang đe dọa thị trường Anh. Giá nhà ở tại Anh được dự đoán sẽ tăng gần 6% vào năm sau. Khu vực tăng giá nhiều nhất là London và vùng lân cận. Do đó, BOE nhanh chóng ra tay để chặn trước những hệ lụy nguy hiểm thị trường nóng lên bất ngờ. Sau tuyên bố này, cổ phiếu các công ty xây dựng trượt mạnh. Barratt Developments, công ty xây dựng lớn nhất của Anh, mất giá cổ phiếu đến 9,6%.